gia đình ông bà Tráng Đoan. Ngày hôm nay ông bà đã được đón nhận một cô dâu phải nói rằng có hội tụ đủ bốn tính cách của người con gái Việt Nam, đó là công dung ngôn hành. Vâng, cũng xin được cảm ơn họ nhà gái đã sinh ra và nuôi dưỡng một cô dâu vô cùng tuyệt vời. Kính thưa toàn thể quý vị, trong buổi lễ ngày hôm nay, gia đình chúng tôi đang được nhận được sự giúp đỡ cũng như là sự hiện diện để lo toan cho ngày đại lễ, ngày thành hôn của hai cháu. Thay mặt cho gia đình, tôi xin chân thành cảm ơn toàn thể quý vị và đặc biệt là họ nhà gái đã cùng chúng tôi đưa hai cháu về hôn trường của họ nhà trai để tổ chức lễ thành hôn hôm nay. Vâng, trong ngày lễ thành hôn của hai cháu hôm nay, bác có đôi lời nói cùng hai cháu là hai cháu sẽ yêu thương và tôn trọng nhau đến mãn xế cuộc đời. Và đặc biệt trong cuộc sống, hai cháu cố gắng và duy trì thực hiện tốt 10 câu vàng, đó là dâu hiền như con gái, rể thảo tựa con trai. Vâng, trước khi ngừng lời, một lần nữa tôi xin được cảm ơn toàn thể quý vị, kính chúc toàn thể quý vị cùng gia đình luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Chúc hai cháu mãi mãi bền lâu bên nhau suốt đời. Xin chân thành cảm ơn. Vâng, xin kính thưa toàn thể quý vị, vì bà nội của cháu Tuấn Anh vì tuổi cao sức yếu cũng không hiện diện được nơi đây, bà có gửi một chút quà để tặng hai cháu nhân ngày hai cháu thành vợ thành chồng. Và bà có một thông điệp là hai cháu hãy nhân số vốn này rất là nhỏ nhưng mà sẽ nhân thành vạn thành triệu lần như thế này. Mong hai cháu lên nhận ạ.